Tôi xin được chúc sức khỏe và gửi lời chào trân trọng nhất. Tôi tên là Thái Phong, trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng. Công ty chào mừng đến với cuộc họp cổ đông ngày hôm nay. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, I would like to wish you a good health and greeting. Thái Phong, Head of Quality Control Department. And welcome to the agenda today. Như quý vị cũng đã biết thì hôm nay tôi sẽ báo cáo đánh giá tình hình du lịch Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2023. Tôi sẽ nói về 4 phần chính như sau. Thứ nhất là về tổng quan hoạt động của công ty. Thứ hai là thực trạng của ngành du lịch. Tôi sẽ nêu lên những thách thức và thành tựu đã đạt được. Thứ ba là giải pháp đã được chúng tôi đề ra cho ngành du lịch của Việt Nam. Và cuối cùng là tôi sẽ đánh giá lại quá trình phục hồi của ngành du lịch giai đoạn 2020-2023. First, overview of the company's activities. Second, challenge and achievement. Third, the proposed solution to overcome the difficulties. And finally, we evaluate the recovery process of tourism industry in the period 2022-2023. Đầu tiên thì tôi sẽ khái quát lại hoạt động của công ty. Công ty của chúng ta hiện đang tư vấn cho hơn 2/3 các công ty trong danh sách của thu nghiệp. Doanh thu tới nay đã đạt hơn 15 tỷ đô la. Đội ngũ nhân viên lên tới 38.000 người, làm việc tại hơn 60 quốc gia với quy mô 109 văn phòng. SCK says now advise more than 2/3 of 40,000 companies, the group of 1,000 largest company in the world. With a revenue of more than $50 billion, the company has been present in more than 60 countries with a scale of 127 offices and more than 38,000 persons. Tiếp đến là những gì mà chúng ta đã làm được trong năm qua. Thì trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp thì chúng ta đã có những tín hiệu thích nghi rất là tích cực. Cụ thể như là tháng 5 2021, chúng ta đã hợp tác cùng với tập đoàn FPT và quy hoạch tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra thì chúng ta đã các dự án tư vấn là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bình Thuận, Bình Dương và các tỉnh lân cận Bắc Trung Bộ. We already have good adaptations, specifically on May 2021, together with MP to cooperation to plan the progress for the areas of 2021-2030. In addition, we have been completing consulting project on master planning for social economy development in Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bình Thuận và Bình Dương. Xong thì nhìn chung năm 2020 thật là một năm đầy khó khăn và thách thức lớn đối với nền kinh tế của thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Cụ thể là ngành du lịch, lữ hành, các báo cáo cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam giảm đi 80% so với năm 2019. Khách du lịch nội địa giảm 34%, tổng thu từ khách du lịch giảm đi 59%. Bên cạnh đó thì công suất sử dụng phòng khách sạn giảm đáng kể, giảm một nửa so với năm trước dịch. Overall, 2020 in this year of full of difficulty and great challenge from the world economy, including Vietnam. The report showed international visitors to Vietnam were 80% on year-on-year, tourists in them down 24%. Total revenue from domestic visitors increased by 34%. The occupancy rate of the hotel room increased having compared to the previous year. Trong cái tình hình đó thì để khắc phục tình trạng của ngành du lịch, chúng tôi đã đưa ra những cái giải pháp như sau. Thì mời quý vị nhìn lên biểu đồ, ta sẽ thấy được cái phần lớn du khách quốc tế đến Việt Nam là từ các nước châu Á. Trong đó thì khách du lịch từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan chiếm khoảng 80% tổng chi tiêu của khách du khách quốc tế. Do đó thì Việt Nam đã tận dụng tối đa các mối quan hệ hợp tác với các nước này và thay đổi kế hoạch không ca nhiễm kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. Chúng ta cũng đã đưa ra năm giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất đó là chú trọng du khách trong nước, tập trung vào những điểm đến đang tình hành hoạt động
du lịch ngoài trời tận hưởng thiên nhiên là những lựa chọn hàng đầu. As you see on the screen, the majority of international visitors to Vietnam come from Asian countries such as Japanese, Chinese, Taiwanese, and Koreans. Visitors accounting for about 80% of total international visitor spending. Therefore, Vietnam has made most of its cooperative relationship with these countries. Had a persuade zero COVID policies since the beginning of the pandemic. In that situation, we offer for a specific solution to revive the tourism industry. Firstly, focus on domestic tourists, focus on popular destination, outdoor tourism activity, and enjoy nature. Giải pháp tiếp theo đó là cân nhắc xây dựng mô hình giá mới để phục hồi nhu cầu. Chúng ta sẽ đẩy mạnh số lượng du khách bằng các biện pháp giảm giá. Các du lịch đã tìm cách bán sản phẩm theo gói để bán có cơ hội bán chéo và bán thêm. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ số là cần thiết lúc này. Khách hàng có sự lựa chọn và kiểm soát lịch trình của mình theo ý muốn. Điều này tạo ấn tượng tốt và tạo niềm tin cho khách du lịch. Secondly, consider a new pricing model for demand recovery, such as booking visitor number with a discounting method. Business sales product in bundle for the opportunity to cross-sell and upsell. Thirdly, applying digital technology is a fact that customers have the choice and control of their schedule as well by creating a good impression on tourists. Thứ tư đó là tạo dựng nền tảng cho nhu cầu của du khách nước ngoài đến Việt Nam. Các công ty du lịch xây dựng và triển khai phong bóng du lịch cho phép người dân có thể đi lại giữa các nước không có ca nhiễm hoặc là số ca nhiễm rất ít. Cùng với đó là chiến lược bổ sung những trải nghiệm mới cho du khách, định hướng du khách dành tiền cho những trải nghiệm đặc sắc của địa phương như là ở Đà Lạt với các điểm hoạt động đi bộ dã ngoại và cắm trại hoặc là ở Mũi Né với hệ thống sân golf và thể thao dưới nước. The fourth solution is to create a foundation for a needs of foreign tourists. Specifically, travel companies explore tourist bubble. People can travel between countries with no case or very few infections. Solution and finally solution actually experience for visitors. There are visitors to spend money on experience by promoting unique local. There are like both walking activity, picnic or camping, and we need with golf course system and water sport. Sau khi chúng ta áp dụng các biện pháp trên thì tôi xin phép được đánh giá lại quá trình phục hồi của ngành du lịch như sau. Nhìn vào biểu đồ trên màn hình thì chúng ta có cái biểu đồ thống kê khách nội địa năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Tính riêng năm ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thì đã có 9 triệu lượt khách du lịch nội địa trên toàn quốc, tăng 47.5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó thì về khách du lịch quốc tế năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 thì trên biểu đồ chúng ta thấy rõ là lượt khách nước ngoài đến Việt Nam tăng nhanh chóng, dấu hiệu cho thấy du lịch Việt Nam đang khôi phục mạnh mẽ sau khi trước dịch, có hiện biểu hiện khởi sắc. Kết quả có những điểm tích cực trên được thể hiện qua doanh thu đáng kể. Chỉ tính tổng tháng 1 năm 2023, doanh thu từ ngành du lịch đạt 46 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 81% so với cùng kỳ 2019, thời điểm trước dịch. The next success is assessing the recovery process of Vietnam's tourism industry. Look at the charts on the screen. We have the domestic visitor subsidy start in 2020 and January 2023. In 5 days of the lunar year holiday, there are 9 million domestic tourists nationwide, an increase 47.5% over the same period in 2022. We have the chance of international tourists from 2022 to January 2023, so a rapid increase in the number of positive visitors to Vietnam. Vietnam's tourism recovery strongly compared to before the pandemic and showing signs of improvement. As a result, the renewal of the
Vietnam's tourism industry increased 46 million dollars, or 21% over the same period last year, and reaching 81% over the same period in 2019. Vâng, và vừa rồi là bài báo cáo về hoạt động du lịch của công ty cũng như là đánh giá về tình hình du lịch của Việt Nam trong 3 năm vừa qua. Tôi xin thay mặt ban lãnh đạo công ty gửi lời cảm ơn các đối tác đã lựa chọn tin tưởng và đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn đội ngũ nhân viên các phòng ban đã luôn nỗ lực đóng góp xây dựng cho sự phát triển của công ty. Xin một tràng vỗ tay cho những giá trị ấy cho các bạn. Xin cảm ơn mọi người đã có mặt đây. Xin chúc mọi người một năm mới thành công và nhiều sức khỏe. The time and department for always contributing to the